Vai me ensinar a bater de chocolate. Đây là công tắc của máy. Nó bật công tắc thì máy sẽ kêu lên một tiếng tít và đèn báo hiệu màu đỏ là nút power. Các bạn bấm vào nút time ở giữa máy thì máy sẽ nhảy lên chế độ bật 15 phút. Tức là máy sẽ bật hẹn giờ 15 phút, sau 15 phút máy sẽ tự động tắt. Bấm nút tiếp theo là lên 30 phút, 60 phút và máy đi lần cuối là máy sẽ hoạt động ở chế độ auto. Với chế độ auto này thì máy sẽ hoạt động 5 phút và nghỉ 10 phút, phù hợp với những nơi có lượng mùi phát sinh liên tục như là nhà vệ sinh hoặc là kho chứa xác. Máy được thiết kế khá là nhỏ gọn đúng không các bạn? Mình có thể để ở rất nhiều nơi trong căn phòng của mình, như là phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp hay nhà vệ sinh. Máy có dáng đứng hoặc là các bạn có thể treo tường tùy thích. Máy đằng sau có hai lỗ giúp chúng ta treo rất dễ như treo đồng hồ này. Với chiếc máy này thì các bạn yên tâm về cái lượng mùi trong phòng của mình sẽ được xử lý hoàn toàn. Vừa rồi là tất cả những thông tin về sản phẩm máy khử mùi Dove. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.